Đây là cột đèn giao thông có trang bị nút bấm cho người đi bộ, được đặt trên đường Đinh Tiên Hoàng, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, khu vực có đông đúc người qua lại. Cơ chế hoạt động của các nút bấm này vô cùng đơn giản. Hệ thống đèn được tính toán, nếu càng có nhiều lượt bấm, đèn báo sẽ càng nhanh chóng chuyển xanh. Tuy nhiên, theo những người đã sử dụng đèn tín hiệu, do đèn báo hoạt động đồng bộ với các đèn báo giao thông trong khu vực, nên người đi bộ bấm xin sang đường vẫn phải chờ vài phút mới có đèn xanh. Khi bấm thì một lúc sau thì nó mới đỏ. Thì cái này là cũng là vấn đề là cố gắng làm sao để cho khi mà cái đèn giao thông ấy, nó phải thích ứng luôn với cái người mà đi bộ. Ví dụ như cảnh báo đấy là bạn bấm đợi 5 giây, 10 giây thì đèn sẽ xanh thì các bạn sẽ đi qua. Tưởng chừng với thiết kế thông minh như vậy, hệ thống đèn tín hiệu sẽ nhận được sự hưởng ứng tích cực từ người dân. Nhưng trong thực tế, những thiết bị này có cũng như không. Sau một thời gian lắp đặt, gần như chẳng mấy ai để ý đến sự tồn tại của những nút bấm đèn tín hiệu này, dù đó là nơi có rất nhiều người qua lại. Đèn thì rất tiện ích bởi vì là người đi bộ người ta mới biết được là lúc nào người ta sang đường. Và các xe lưu thông ở trên đường mới biết nhường đường cho người đi bộ. Nhưng tất cả không phải ai cũng biết cái đèn này và không phải ai cũng tôn trọng cái đèn này đâu. Đèn chuyển sang màu đỏ thì dòng phương tiện nó vẫn không dừng lại ấy ạ. Nên là tôi thấy không nghĩ là không cần thiết để bấm để cho nó hoạt động. Đôi khi mình cũng sử dụng, nhưng mà thường thì mình sẽ tuân thủ theo cái tín hiệu đèn giao thông chung thôi. Những chiếc đèn tín hiệu dành riêng cho người đi bộ chưa phát huy được hiệu quả như mong muốn, hoặc có thể nói, chúng dường như không đọng lại trong ký ức của người dân. Do đó, thí điểm đèn dành cho người đi bộ được các chuyên gia đánh giá là thất bại. Đầu tư mà không giám sát đánh giá hiệu quả đầu tư một cách nghiêm túc thì chúng bằng cách này cách khác, đấy là một sự lãng phí. Chúng ta phải đánh giá để mà phát huy những các cái phương tiện để tốt hơn, nhưng mà cũng phải điều chỉnh thường xuyên những cái phương tiện mà không phát huy, thậm chí còn gây mâu thuẫn trong cái hoạt động giao thông đường phố. Không thể phủ nhận những chiếc đèn tín hiệu dành riêng cho người đi bộ được đầu tư xây dựng với mục đích tốt, đảm bảo an toàn, khuyến khích người dân đi bộ và phát triển giao thông công cộng. Đã đến lúc cần phải đánh giá lại hiệu quả của việc thí điểm cột đèn tín hiệu dành cho người đi bộ để có các phương án điều chỉnh hợp lý hơn.